Hello các bạn nha. Hôm nay anh em mình làm thử thách ăn mì có giải thưởng nha các bạn. 200.000 nha các bạn. Anh em mình làm lắc nha các bạn. Người nào ăn trước được 200.000 tiền thưởng từ mình nha các bạn. Lấy dầu không? Để luôn. Đây bạn ơi, nay mình thử thách là ăn mỗi người 3 gói mì nha các bạn. Ghi thằng em mình ăn 2 gói các bạn, là nó ăn không nổi các bạn ơi. Đó, ớt nè các bạn, chữ dần chưa nè. Anh em mình ăn có xúc xích nha các bạn, nước ngọt nha. Thằng Khánh ăn ớt này nó cắt ớt quá trời gắt các bạn ơi. Rồi, con cá nè anh em. Bạn. Đây cái thằng con cu màu kem nè các bạn. Còn thằng này là cái thằng té mương nè các bạn. Các bạn, anh mình ổng cắt xúc xích bỏ vô nè các bạn. Thằng em mình nó ăn không nổi thì nó ăn hai gói với lại hai cái xúc xích với một cái trứng luộc nha các bạn. Đã đủ luôn. Đây anh mình nè các bạn. Hai anh em mình thì hàng ba gói với là một cái xúc xích, một cái trứng nha các bạn. Trứng này cho mày ăn ngậu phộng. Trứng này ăn tái con chim luôn. Ớt đỏ vệ luôn. A few moments later. Hello các bạn nha. Hello các bạn nha. Hôm nay anh em mình làm thách ăn mì nha các bạn. Hai anh em mình ăn người ba gói, anh em mình ăn hai gói các bạn. Một cái xúc xích, một cái trứng. Thử thách ăn hết cái mì trước nhận tiền thưởng 200.000 nha các bạn. Đây nha các bạn, tiền thưởng 200.000 từ mình nha các bạn. Ai ăn trước là sẽ được 200.000 nha. Ăn vào lúc hết nước luôn nha. Lúc hết nước luôn rồi. Hết nước luôn á. Ông nói không hết nước luôn nha trời. Chơi mà ăn đồ mà chơi mà chừa nước nha. Kỹ chạy. Chơi gì? Rồi đếm 1, 2, 3 vô nè. Rồi nước nước cái lỡ rồi. Đèo tiền. Nước lại. Bỏ túi trước đi, bỏ bạn nước đi, bỏ túi trước đi. Anh đầu với trời cũng thuộc về tao à. Trời ơi, anh hết gì rồi nói. Mấy bạn vô mì nha các bạn. Mời bạn nha các bạn. Ăn chê trước vậy. Trời. Mời bạn mì nha. Mời bạn nha. Cay quá bạn ơi. Quá người luôn còn
Mọi người chắc suy ra cao rồi. Tóc mẫu lên. Cái này sao mà đấu với mình được các bạn. 200 ngàn triệu nay mà chở ghệ mày đi chơi rồi. Tối nay dẫn ghệ mày đi ăn uống trà sữa. Vô mày nha các bạn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Cảm ơn một cái. Cài quá bạn ơi. Đúng đấy, 200 ngàn dễ lắm hả? Hết thơm đi. Màu quá bạn ơi. Đó các bạn ơi. Nó hết là chạy hấp nước chưa? Nhìn nó quê. Ừ, cài quá bạn ơi. Hết rồi, ăn nổi rồi. Rồi ăn ớt không? Không nóng hà. Nước thôi. Không tiêu nữa nè. Ớt đã dễ luôn các bạn. Bị nganh mình chơi vô này các bạn ơi. Quá cay các bạn. A few moments later. Ừ,
Trời ơi. Khô rồi các bạn. Vô thua các bạn ơi. Rồi thua rồi. Phát nổi rồi thua. Trả 200 ngàn quên. Đi bỏ túi quên. Khô rồi. Tiền thưởng á đù với các bạn. Hi. Ok. Qua nút này thì các bạn đi trời. Xong rồi bạn, mình thắng nha các bạn. 200 ngàn nha các bạn. Cái này lấy tiền mình khó lắm các bạn ơi. Từ chứ thì đi ăn rồi. Khó lấy tiền mình lắm các bạn ơi. Hằng thì ăn chừa nè các bạn. Còn Hằng thì ăn hết xúc xích với trứng là chừa mì ra các bạn. Mệt lắm các bạn ơi. A few moments later. Các bạn ơi, giờ rắc của anh em mình xong rồi các bạn. Mình là người chiến thắng nha các bạn. Hai này hai thằng đó đồ ăn nếu mà các bạn thấy clip hay thì cho anh em một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ nha các bạn. Bye các bạn.